Chào tất cả anh em, chú ý đây là một mẫu combo gia đình với cục đẩy của Lake Acoustic kết hợp với vang cơ huyền thoại của Lake Acoustic nữa, đó chính là em Lake FX13 Max, mẫu phiên vang cơ huyền thoại cũng như là hàng mới luôn của năm 2023 này, với một thiết kế rất đẹp mắt cho phòng hát gia đình. Một bộ combo như thế này giá dao động trong khoảng độ trên dưới 7 triệu đồng một cặp, một bộ như thế này chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả bác và anh em với phòng hát gia đình. Với Lake Acoustic FX13 Max là mẫu vang cơ chính hãng, các bác và anh em yên tâm cả về chất lượng cũng như là giá thành bên cửa hàng Tùng Audio đang bán. Với mẫu vang cơ này thì sẽ có đầy đủ các giải cho các bác và anh em điều chỉnh delay, repeat, giải bass mic chép đầy đủ cho echo, bass mic chép đầy đủ cho mic và bass mic chép đầy đủ cho nhạc. Các bác và anh em có thể điều chỉnh cái chi tiết ở dòng vang cơ Lake Acoustic FX13 Max. Bên tay phải là ba phím volume rất quan trọng, echo vang nhại, âm lượng tổng mic, âm lượng tổng nhạc cho bác và anh em điều chỉnh. Mẫu này thì có đầy đủ các đường kết nối, cổng cắm USB, Bluetooth, cổng quang, đường out in 1, out in 2 cho bác và anh em lấy tín hiệu từ TV, máy tính hay điện thoại di động. Và anh em chỉ cần lấy qua phần input thôi, điều chỉnh vào những cái đường kết nối trên mặt giao diện của em Lake Acoustic FX13 Max này với những cái đường kết nối anh em sử dụng máy tính hay điện thoại di động hoặc là TV. Với Lake Acoustic FX13 Max có một cái chức năng cực kỳ đặc biệt mà em nghĩ là các bác phải anh em nên trải nghiệm, đó là FBX chống hú. Cái chức năng này rất quan trọng với phòng hát gia đình anh em ạ. Nếu như các bác phải anh em đang sử dụng một con vang cơ hoặc là các bác phải anh em đang sử dụng một mẫu âm ly mà có tiếng chế độ rú rít rất nhiều, khi anh em sử dụng nhiều khi nếu có tiếng rít, tiếng rú thì có một con vang cơ mà có FBX chống hú tốt nó sẽ hỗ trợ anh em rất nhiều, giảm thiểu cái tiếng rú rít đi. Đấy. Với ví dụ như em Lake Acoustic FX13 Max này, ở đây em sử dụng với cục đẩy Lake Acoustic là một bộ combo bao gồm cục đẩy và vang. Thế nên là chắc chắn rồi sẽ không xảy ra hiện tượng rú rít cho anh em sử dụng. Nếu như anh em đang sử dụng âm ly mà bị hiện tượng rú rít thì ngay bây giờ trang bị cho mình một con Lake Acoustic FX13 Max có chế độ chống hú FBX cực kỳ tốt để đảm bảo cho anh em chơi phòng hát gia đình một cách ổn định. Ok, và đây là Lake Acoustic FX, đây là Lake Acoustic LA800. Với mẫu này thì sẽ chơi hai kênh, chơi phòng hát gia đình em nghĩ hai kênh với Lake Acoustic là quá đủ rồi. Đấy, với công suất là 800W một kênh, hai kênh là 1600W, anh em sử dụng thoải mái những cặp loa bát gia đình như cặp loa bát 40 đổ lại đấy cho các bác và anh em chơi thoải mái được. Và tiếng chất âm ổn định, tiếng sáng sạch, đánh khỏe cho anh em chơi phòng hát gia đình, những cặp loa bát 30 em đảm bảo đánh rất uy lực với Lake Acoustic LA800. Đấy, bao gồm một bộ combo như thế này thôi, giá sấp xỉ là 6.500.000 đồng một bộ combo như thế này, chắc chắn là sẽ là cái mức giá thành vừa túi tiền của rất tất cả anh em tiêu dùng, đúng không ạ? Đấy, với Lake Acoustic chọn bộ combo như thế này sẽ có bảo hành 12 tháng và hàng mới 100%, anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán sau, có chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng tháng, anh em cứ yên tâm tin tưởng bên cửa hàng Tùng Audio. Và ngay bây giờ cùng với em Tùng thử một chút chất âm của bộ combo bao gồm đẩy LA800 kết hợp với vang cơ Lake FX13 Max nhá. Ở đây thì em sẽ sử dụng luôn là mic dây, còn nếu như các bác anh em đã có mic không dây rồi thì ghép lối với Lake Acoustic FX13 Max chắc chắn sẽ có một cái trải nghiệm tuyệt vời. Ok, tiếng chất âm của Lake Acoustic FX13 Max kết hợp với đẩy LA800 chắc chắn sẽ là một cái trải nghiệm tuyệt vời với phòng hát gia đình rồi. Echo của em này thì quá mượt rồi, siêu mượt rồi. Em đã nhắc đi nhắc lại ở những video em lên con FX13 Max này rồi. Anh em phản hồi rất tích cực với mẫu vang cơ huyền thoại này. Và nếu như anh em nào đang muốn mua trang thiết bị âm thanh bây giờ, nếu như anh em đang sử dụng âm ly đã cũ muốn thay đổi thì ngay bây giờ mua chọn bộ combo như thế này, giá thành hợp lý với phòng hát gia đình để phục vụ anh em đam mê ca hát ở thời điểm cuối năm. Số điện thoại Tùng Audio là 0979629336 để hưởng ngay mức giá với bộ combo tuyệt vời như thế này. Video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Tùng Audio. Xin chào các bác.